Trong phần tiếp theo của chương trình, Ngân hàng Trung ương châu Âu dự báo kinh tế Eurozone vẫn yếu kém hết năm nay. Nền kinh tế Israel ước tính thiệt hại hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua đã nhận định hoạt động kinh tế tại khu vực đồng euro, Eurozone đã trì trệ trong những quý gần đây và dự kiến vẫn yếu kém hết năm nay. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cho biết, tổng sản phẩm quốc nội của Eurozone trong quý 3 giảm nhẹ do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm tác động của lãi suất cao, nhu cầu từ bên ngoài yếu và động lực tăng trưởng giảm sau khi mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bà bày tỏ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế của Eurozone trong những năm tới, với lý do lạm phát dự báo tiếp tục giảm, thu nhập hộ gia đình cải thiện và nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực. Về lạm phát, bà Lagarde cho rằng tăng trưởng tiền lương tiếp tục là yếu tố quyết định hướng đi của lạm phát ở Eurozone. Mặc dù bà dự báo áp lực lạm phát sẽ tiếp tục giảm, nhưng triển vọng lạm phát trong trung hạn vẫn không chắc chắn. Ngân hàng Trung ương Israel hôm qua ước tính xung đột với Hamas hiện nay sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 197 tỷ shekel, tương đương 53 tỷ đô la Mỹ. Con số bao gồm 107 tỷ shekel chi tiêu quốc phòng, 22 tỷ shekel bồi thường thiệt hại và 25 tỷ shekel dành cho các khoản chi tiêu dân sự khác. Ngoài ra, lãi suất nợ công dự kiến lên tới 8 tỷ shekel, trong khi nguồn thu từ thuế ước tính thất thoát tới 35 tỷ shekel do xung đột. Con số này được tính với giả định tác động trực tiếp của cuộc xung đột đối với nền kinh tế Israel sẽ kéo dài đến năm 2024 với cường độ giảm dần. Theo ước tính, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Israel dự kiến tăng 2% trong năm 2023 và 2024, thấp hơn các mức ước tính đưa ra tháng trước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay của Mỹ tại căn cứ Hải quân Norfolk do vệ tinh do thám mới phóng tuần trước của Bình Nhưỡng chụp được. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, quá trình tinh chỉnh vệ tinh đang được đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm hơn dự kiến 1 hoặc 2 ngày nhờ các phương tiện và hệ thống điều khiển của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia NASA ở Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong-un cũng nhận được hình ảnh chụp thủ đô Rome của Italia, căn cứ không quân Anderson, xưởng đóng tàu Newport và một sân bay ở bang Virginia của Mỹ. Trước đó vào ngày 27 tháng 11, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng việc phóng vệ tinh do thám gần đây là hành động tự vệ chính đáng và bác bỏ những cáo buộc của Mỹ. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đã bác bỏ lời khẳng định của Triều Tiên về hành động phóng vệ tinh nhằm mục đích tự vệ, đồng thời tuyên bố các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là thường lệ và có tính chất phòng thủ. Bão tuyết dày đặc và lũ lụt đã tấn công nhiều địa phương của nước Nga từ đầu tuần này, làm gián đoạn giao thông, hệ thống sưởi và cung cấp điện. Trong đó, thủ đô Moscow cũng hứng chịu đợt tuyết rơi tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Theo Cục Khí tượng Nga, lượng tuyết rơi ở khu vực Moscow trong đêm Chủ nhật 26 tháng 11 đến sáng thứ Hai hôm 27 tháng 11 đạt 35% lượng trung bình trong tháng 11. Riêng ngày hôm qua, lượng tuyết rơi đã chiếm khoảng 56% trung bình trong tháng 11 và là đợt tuyết rơi lớn nhất vào tháng 11 trong 40 năm qua. Nhiều chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại ba sân bay ở Moscow. Chính quyền thành phố đã huy động hơn 50 thiết bị đặc biệt và khoảng 1.500 nhân viên để dọn tuyết. Thời tiết khắc nghiệt cũng gây ra lũ lụt, nhấn chìm nhà cửa, làm gián đoạn hệ thống sưởi và điện, đồng thời làm hư hại cơ sở hạ tầng và ô tô ở khu vực phía nam của đất nước. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, các nhân viên cứu hộ đã sơ tán hơn 350 người, trong đó 118 người đang trú ẩn tại 6 trung tâm lưu trú tạm thời. Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, nước này sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát thuốc lá điện tử trong kế hoạch có trị giá gần 82 triệu đô la Australia nhằm giảm số người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Theo đó, bắt đầu từ năm 2024, Australia sẽ cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử dùng một lần. Đồng thời, cũng từ thời điểm này, Australia sẽ chỉ cho phép bán thuốc lá điện tử cho những người được bác sĩ kê đơn. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Australia cũng sẽ không cho phép bất kỳ người nào mang thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào nước này, cấm nhập khẩu các thuốc lá điện tử không nằm trong danh sách do bác sĩ kê đơn, yêu cầu các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu thuốc lá điện tử thông báo cho cơ quan chức năng về các sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng. Những người muốn nhập khẩu thuốc lá điện tử đều cần phải xin giấy phép của cơ quan chức năng Australia.
Đồng thời, trong năm 2024, Australia cũng sẽ ngăn chặn việc sản xuất, quảng cáo, cung cấp, sở hữu thuốc lá điện tử dùng một lần và không có tác dụng chữa bệnh tại nước này. Những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng. Số liệu thống kê của quý 1 năm nay cho thấy, tại Australia, khoảng 14% trẻ em từ 4 đến 17 tuổi và 20% người từ 18 đến 24 tuổi có sử dụng thuốc lá điện tử. Và số liệu tại Australia cũng cho thấy tỷ lệ những người đã sử dụng thuốc lá điện tử chuyển sang sử dụng thuốc lá đã tăng gấp 3 lần so với những người không sử dụng thuốc lá điện tử. Các loại thuốc lá điện tử được sản xuất để nhắm vào trẻ em với hình kỳ lân màu hồng hay có hương vị của kẹo cao su để có thể dễ dàng giấu trong hộp hút. Đây cũng không phải là một biện pháp chữa bệnh hiệu quả để giúp những người gặp nhiều khó khăn trong việc cai nghiện thuốc lá có thể từ bỏ thói quen này. Sản phẩm này cố tình nhắm vào trẻ em để khiến chúng nghiện nicotine và sau đó là nghiện thuốc lá. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong lớn tại Australia mà có thể ngăn ngừa. Vì thế chúng tôi quyết tâm rất cao để loại bỏ sản phẩm này. Cùng với các biện pháp nhằm làm giảm số người hút thuốc lá điện tử, chính phủ Australia cũng sẽ chi gần 30 triệu đô la Australia để hỗ trợ những người muốn cai nghiện thuốc lá và thuốc lá điện tử. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Giáng sinh. Vào thời điểm này, không khí lễ hội đang tràn ngập Nhà Trắng với đủ loại đồ trang trí dưới ánh đèn lung linh sắc màu. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden chia sẻ rằng bà muốn tất cả những ai đến thăm Nhà Trắng trong kỳ nghỉ lễ sẽ cảm thấy như được trở lại tuổi thơ. Chính sự ngạc nhiên và hiếu kỳ của trẻ thơ đã truyền cảm hứng cho chủ đề của mùa lễ năm nay. Mỗi căn phòng đều được trang trí để gợi nhớ đến niềm vui và sự hân hoan thuần khiết, cũng như trí tưởng tượng bay bổng để du khách có thể quan sát mọi thứ qua đôi mắt lấp lánh kỳ diệu của trẻ thơ. Chủ đề của chương trình tham quan Nhà Trắng dịp Giáng sinh năm nay, năm tại nhiệm thứ 3 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, là điều kỳ diệu, sự tuyệt vời và niềm vui. Nhà Trắng năm nay được trang hoàng cùng 98 cây thông Noel, gần 34.000 đồ trang trí, hơn 22.000 quả chuông, tổng cộng 142.500 bóng đèn và hơn 350 ngọn nến. Cây Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng là một cây linh Sam Fraser, cao 5,6m, đặt tại phòng xanh. Nhà Trắng dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 100.000 du khách trong dịp nghỉ lễ này.